Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUN TV 57.3. Xuân Phương xin mời quý vị trở lại với phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, cảnh sát Nepal ngăn chặn một cuộc thắp nến của người Tây Tạng tên từ Kathmandu. Hôm nay, cảnh sát Nepal đã bao vây đền thờ Bhutanath ở thủ đô Kathmandu nhằm ngăn chặn đám đông tụ hợp trong một buổi thắp nến để nâng cao nhận thức về tình hình nhân quyền tại Tây Tạng. Hàng chục cảnh sát chống bạo động đã bao vây quanh đền thờ là trung tâm văn hóa của người Tây Tạng ở Nepal. Nepal, nơi cư trú của hơn 20.000 người Tây Tạng, dưới áp lực của Bắc Kinh, một đối tác thương mại và một nhà tài trợ quan trọng, bị buộc phải đàn áp tất cả các hoạt động chống Trung Cộng của những người Tây Tạng. Kathmandu nói rằng, người Tây Tạng được tự do ở lại quốc gia này, nhưng không được tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại người hàng xóm cộng sản khổng lồ của Nepal. Một người đàn ông mang một gói đèn cầy đã bị bắt. Buổi cầu nguyện ngày hôm nay là một phần của một ngày thế giới cầu nguyện cho Tây Tạng, trong lúc Trung Cộng thắt chặt thêm an ninh trong khu vực Tây Tạng tự trị, nơi đã xảy ra một loạt các cuộc biểu tình và tự thiêu. Ngày hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản và Đài Loan đã có những cuộc biểu tình ủng hộ cho người dân Tây Tạng. Các nhóm ủng hộ Tây Tạng nói có 7 người Tây Tạng đã bị bắn chết và hàng chục người khác bị thương trong cuộc biểu tình vào hồi tháng trước, trong khi hơn 10 người Tây Tạng đã tự thiêu trong những tháng gần đây ở tỉnh Tứ Xuyên. Đài phát thanh Á Châu Tự Do cho biết đã có 3 người Tây Tạng đã tự thiêu vào ngày thứ 6 vừa qua. Trung Cộng ngày hôm qua đã bào chữa cho việc quân đội bắn vào những người Tây Tạng biểu tình, nói rằng các cuộc biểu tình và tự thiêu ở các vùng Tây Tạng đã được lên kế hoạch bởi các lực lượng đang tìm cách để phân chia đất nước. Chính phủ Trung Cộng đã liên tục đổ lỗi cho người Tây Tạng lưu vong, bao gồm cả nhà lãnh đạo tinh thần Đức Đạt Lai Lạt Ma, là đã xúi dục các cuộc biểu tình. Bác bỏ những lời chỉ trích rằng Trung Cộng đang tìm cách xóa bỏ văn hóa và đức tin Tây Tạng, Bắc Kinh nói rằng sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Cộng đã kết thúc chế độ nông nô và mang lại sự phát triển cho một khu vực lạc hậu. Trong tháng 3 năm 2008, các cuộc bạo loạn và biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Lhasa của Tây Tạng và lây lan sang các vùng khác trong khu vực biên giới phía Tây của Trung Cộng, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ông John McCain đã cảnh báo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng ông Zhang Jun là mùa xuân Ả Rập sẽ đến Trung Cộng. Ông nhấn mạnh đến số người Tây Tạng tự thiêu cho đến chết. Trung Cộng tái nhập cảng thịt bò của Gia Nã Đại, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng và Gia Nã Đại đã ký kết một loạt các thỏa thuận để tăng cường thương mại song phương, bao gồm một thỏa thuận mà Ottawa cho biết sẽ cho phép nối lại ngay lập tức việc xuất cảng thịt bò và mỡ động vật của Gia Nã Đại sau khi đã bị đình chỉ trong 9 năm. Các thỏa thuận đã được Thủ tướng Ông Gia Bảo và Thủ tướng Stephen Harper ký kết tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Harper đã tới Bắc Kinh cùng với một phái đoàn thương mại hùng mạnh vào ngày hôm qua nhằm tăng cường xuất cảng tới thị trường Á Châu và giảm sự phụ thuộc của Gia Nã Đại vào thị trường Hoa Kỳ. Các giới chức Gia Nã Đại cho biết thỏa thuận về thịt bò cho phép nối lại ngay lập tức việc xuất cảng thịt bò và mỡ động vật mà Bắc Kinh đã ngừng vào năm 2003 sau khi Gia Nã Đại phát hiện ra một trường hợp bệnh bò điên. Ông Harper đặc biệt quan tâm đến việc gia tăng xuất cảng dầu. Ông chỉ ra rằng sự cần thiết phải đa dạng hóa thị trường ngoài Hoa Kỳ là nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất của Gia Nã Đại. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế ông Ed Fass của Gia Nã Đại và Bộ trưởng Thương mại Chen Danmin của Trung Cộng cũng đã ký kết một loạt các thỏa thuận, trong đó có phần mở rộng của một bản ghi nhớ về vấn đề năng lượng bao gồm dầu, khí đốt và năng lượng nguyên tử cũng như thương mại và đầu tư. Các công nhân Trung Cộng được phiến quân Sudan thả đã về đến Kenya, tên từ Nairobi. Phiến quân Sudan đã thả 29 công nhân của Trung Cộng vào ngày hôm qua, 10 ngày sau khi bắt cóc họ tại tỉnh Nam Kordofan, nơi quân đội đang chống trả với quân nổi dậy. Quỹ ban quốc tế của Hội Hồng Thập Tự đã giúp cho 29 công nhân Trung Cộng đã phi cơ từ vùng Kauda thuộc tỉnh Nam Kordofan để đi đến thủ đô Nairobi của Kenya. Sự việc đã làm cho chính phủ của Sudan bối rối. Họ đang tìm cách thúc đẩy đầu tư từ Trung Cộng, đồng minh chính trị và thương mại chính của họ để tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.
phiến quân thuộc phong trào giải phóng nhân dân Sudan, miền Bắc, cho biết chúng đã bắt các công nhân xây dựng làm con tin vì sự an toàn của mình sau một trận chiến với quân đội Sudan tại tỉnh Nam Kordofan, nằm sát biên giới với quốc gia mới tuyên bố độc lập là Nam Sudan. Tuy nhiên, các công nhân này dường như đã bị mắc kẹt trong sự tranh chấp giữa Khartoum và quân nổi dậy đang cố gắng thu hút sự chú ý tới hoàn cảnh của 417.000 thường dân đã phải bỏ chạy khỏi cuộc chiến tại Nam Kordofan và Brunei, một tỉnh biên giới khác của Sudan. Khartoum đã hạn chế các nhân viên cứu trợ và Liên Hiệp Quốc tiếp cận hai tỉnh này, dẫn đến việc Hoa Kỳ cảnh báo rằng một nạn đói có thể diễn ra. Các lãnh tụ của phong trào giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc đã gặp các quan chức của Trung Cộng tại Ethiopia vào tuần trước. Đây là một vụ bắt cóc công dân Trung Cộng thứ ba tại Sudan kể từ năm 2004, nhấn mạnh những rủi ro trong việc Trung Cộng mở rộng đầu tư tại châu Phi nhằm tìm kiếm khoáng sản và năng lượng. Bắc Hàn công bố một đoạn phim ghi lại hình ảnh của ông Kim Chánh Nhật và ông Kim Chánh Ân, tên từ Bình Nhưỡng. Truyền hình nhà nước Bắc Hàn ngày hôm nay đã công bố một đoạn video với một số hình ảnh của tân lãnh đạo Kim Chánh Ân cùng với cha của ông là cố lãnh đạo Kim Chánh Nhật. Đài truyền hình KRT chiếu đoạn video cho thấy hai ông Kim đã tới dự các cuộc tập trận của quân đội và hải quân. Ông Kim Chánh Ân được tin là ở vào khoảng 27 hay 28 tuổi đã được bổ nhiệm làm người thừa kế vĩ đại sau khi cha của ông qua đời vào cuối tháng 12 năm ngoái. Ông đã được chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu quân đội mạnh mẽ với bao gồm 1.2 triệu quân của Bắc Hàn vào ngày 30 tháng 12 năm 2011, chỉ 2 ngày sau khi lễ quốc tang của cha mình là cựu lãnh đạo Kim Chánh Nhật kết thúc. Nhiều chuyên gia tin rằng nhà tân lãnh đạo chưa qua thử thách và chỉ mới được chuẩn bị để lên nắm quyền từ năm 2009, sẽ cai trị với sự trợ giúp của một phe đảng thân cận, trong đó có người dường là một người môi giới quyền lực quan trọng, là ông Yan Son Thak, ít nhất là trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển giao quyền lực. Bà Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến đi của mình trước khi chiến dịch vận động chính thức bắt đầu, tin từ Aye Yawadi. Nhà lãnh đạo phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến đi vì mục đích chính trị của mình tại Miến Điện. Trên đường đi tới thị trấn Pathen thuộc tỉnh Aye Yawadi, thuộc đồng bằng Irrawaddy, cách cố đô Ngưỡng Quảng hơn 4 tiếng đồng hồ về phía Tây, hàng ngàn người đã đứng xếp hàng dọc theo đoạn đường dài 170 cây số từ thành phố Ngưỡng Quảng đã vẫy chào đoàn xe của bà Suu Kyi. Đồng bằng Irrawaddy đã có thời là vựa lúa của châu Á, đã bị cơn bão Nargis tàn phá vào năm 2008, làm cho hơn 13.000 người thiệt mạng. Đây là chuyến đi thứ 6 kể từ khi bà Suu Kyi quyết định tham gia vào cuộc tranh cử vào ngày 1 tháng 4. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã ra ứng cử cho tất cả 48 ghế bỏ trống, bao gồm 40 ghế tại Hạ viện, 6 ghế tại Thượng viện và 2 ghế tại Nghị viện tỉnh. Bà Suu Kyi ra tranh cử cho một ghế tại Hạ viện, đại diện cho khu vực bầu cử Khao Mu ở ngoại ô phía nam của thành phố Ngưỡng Quảng. Ủy ban bầu cử Miến Điện đã chính thức tuyên bố vào ngày 11 tháng 2 là ngày đầu tiên cho phép bắt đầu chiến dịch vận động chính trị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, bà Suu Kyi nói rằng 6 chuyến đi này chỉ đơn thuần là để gặp những người ủng hộ bà, chứ không phải là để vận động. Chiến dịch vận động bầu cử của bà Suu Kyi diễn ra sau cuộc cải tổ mạnh mẽ tại quốc gia trong vài tháng qua, bao gồm hàng trăm tù nhân chính trị đã được trả tự do, nới lỏng việc kiểm soát truyền thông, hòa đàm với quân nổi dậy dân tộc và đối thoại với nhà lãnh đạo đối lập. Thời tiết lạnh quay trở lại Nhật Bản với những trận bão tuyết trên toàn quốc, tin từ Iwamizawa. Một đợt lạnh đã diễn ra tại các hòn đảo chính của Nhật Bản. Những trận bão tuyết đang đổ xuống nhiều thành phố và tuyết đã rơi lên đến mức cao kỷ lục tại nhiều khu vực. Nhà khí tượng Nhật Bản dự báo sẽ còn có nhiều tuyết rơi trong 2 hay 3 ngày tới dọc theo bờ biển của Nhật Bản. Trên hòn đảo phía bắc Hokkaido, mọi sinh hoạt tại thành phố Iwamizawa đều đã bị ngưng trệ khi thành phố đang bị một trận bão tuyết hoành hành với gió mạnh lên đến 72 cây số một giờ. Tầm nhìn bị cản trở và giao thông công cộng đã ngưng tại một số khu vực. Tại thành phố Niigata ở miền trung Nhật Bản, tuyết rơi gần đến mức kỷ lục và cản trở các sinh hoạt của người dân địa phương. Nhà khí tượng Nhật Bản dự báo khoảng từ 70 cho đến 90 cm tuyết sẽ rơi thêm
từ 3 đến 4 thước tuyết đã được thấy tại một số khu vực ở tỉnh này trong vòng vài ngày tới. Các cư dân Úc Đại Lợi lo ngại về mực nước tăng cao khi lũ lụt vẫn tiếp tục tại tiểu bang Queensland. Tin từ St. George, mực nước tại thành phố này đang bị ngập lụt thuộc tiểu bang Queensland tiếp tục gia tăng từ từ vào ngày hôm nay. Hơn 2.000 người đã buộc phải rời khỏi thành phố trong cuối tuần trước khi cơ quan dịch vụ khẩn cấp chuẩn bị cho việc nước lũ tăng cao. Thị trưởng thành phố Ballon là bà Donna Stewart đã kêu gọi chính phủ cung cấp biện pháp bảo vệ lũ lụt cố định. Bà nói rằng sẽ có nhiều căn nhà không bị ngập lụt nếu họ có hệ thống đê điền cố định ở tại đây. Họ đã xin ngân sách nhưng đã bị từ chối. Truyền thông địa phương đưa tin rằng ngay cả khi nước bắt đầu rút thì cũng phải mất một thời gian thì các cư dân mới quay trở về được. Chính quyền thành phố cho biết họ đang lo ngại về thiệt hại do lũ lụt gây ra cho hệ thống cấp và thoát nước. Nhà khí tượng Úc Đại Lợi dự báo rằng lũ lụt sẽ tiếp tục trong nhiều tuần tại một số các khu vực. Trận lũ lụt năm ngoái tại tiểu bang Queensland và New South Wales đã làm cho 35 người thiệt mạng và 30.000 căn nhà bị ngập nước. Quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BYNTV 57.3. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.